hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Nhà đẹp Mark Home. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng công trình của gia đình anh Giang có địa chỉ tại Thanh Hóa. Để xem thêm những công trình khác cho chúng tôi thiết kế và thi công từ trước đến nay thì quý vị có thể xem thêm tại trang web thiết kế thi công trọn gói .com. Khi truy cập vào trang web thì giao diện sẽ hiện ra như trên màn hình quý vị. Theo thứ tự từ trên xuống thì sẽ là công trình thiết kế, công trình thi công và các mẫu nội thất. Quý vị yêu thích công trình nào thì có thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết. Ngoài ra thì ở mục thước lỗ ban, quý vị có thể tra cứu những kích thước liên quan đến xây dựng xem đã hợp phong thủy hay là chưa. Nếu kích thước ứng với cung đỏ là kích thước tốt nên dùng và kích thước xấu sẽ ứng với cung đen là kích thước nên tránh. Bất cứ khi nào quý vị có nhu cầu thiết kế, thi công thì có thể liên hệ với chúng tôi qua các số hotline 096 445 8888, 0828 133 333 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn đến từ đội ngũ kiến trúc sư của công ty chúng tôi. Ngoài ra thì để tìm hiểu thêm những thông tin về công ty, quý vị cũng có thể truy cập vào trang web markhomegroup.vn. Ở đây sẽ có địa chỉ văn phòng, số liên hệ cũng như là các hệ sinh thái của công ty. Và công trình ngày hôm nay chính là một công trình mái Nhật một tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại. Ngoại thất đơn giản hướng đến thiết kế gần gũi với thiên nhiên. Cửa chính được đặt ở vị trí trung tâm tạo cho công trình vẻ đẹp đăng đối. Mặt tiền nhà nổi bật với hai chiếc cột vuông vững chắc, trụ cột được ốp gạch ai nắc. Loại gạch này có nhiều ưu điểm vượt trội như là bền đẹp, không bị rơ mốc và chống UV hiệu quả. Quý vị hoàn toàn có thể tham khảo gạch ai nắc để sử dụng làm đẹp cho công trình của mình. Màu sắc được sử dụng ở công trình này cũng là màu sắc trung tính như là màu trắng và màu xanh ghi. Để công trình không bị đơn điệu thì chúng tôi cũng đã thiết kế thêm những đường chỉ âm cách đều song song với nhau. Sàn sảnh chính và bậc tam cấp thì được lát gạch granite, trong khi đó khổ bậc tam cấp và chân tường thì được lát bằng gạch giả đá. Để giúp công trình trở nên nhiều màu sắc hơn thì chúng tôi đã bố trí bồn hoa về hai bên cửa chính. Thiết kế bồn hoa dù không bắt buộc nhưng sẽ góp phần điểm tô màu sắc cho không gian sống, giảm tình trạng ngột ngạt bê tông hóa. Cửa chính sử dụng chất liệu của lim nam phi kết hợp với kính an toàn dày 8,38mm. Những cửa đi và cửa sổ còn lại thì được xử lý bằng chất liệu nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Không ít quý vị lo lắng về độ an toàn của kính, tuy nhiên thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm bởi kính mà chúng tôi sử dụng là kính cường lực. Loại kính này chịu lực, chịu nhiệt tốt, khó vỡ và chịu lực tốt gấp 4 cho đến 5 lần những loại kính thông thường có cùng kích thước và độ dày. Việc sử dụng kính ở những công trình hiện đại là điều hoàn toàn hợp lý bởi nó mang đến cảm giác kết nối tốt với không gian bên ngoài và mang đến tầm nhìn đẹp. Ở công trình này thì chúng tôi đã bố trí đèn ngoại thất ở vị trí mái đua và cột sảnh. Đây chính là giải pháp cung cấp ánh sáng vào ban đêm, làm đẹp cho không gian sống và hạn chế tình trạng trộm cướp. Công trình này nằm ở hướng Tây Bắc, có kích thước xây dựng là 11,9 x 10,7m. Diện tích sử dụng của công trình sẽ rơi vào khoảng 115m2. Tiếp theo thì mời quý vị cùng xem qua công năng của công trình này. Từ sảnh chính rộng rãi bước vào là phòng khách, có diện tích 20m2. Phòng khách là không gian đầu tiên khi bước vào mỗi ngôi nhà, đồng thời thì cũng sẽ liên quan nhiều đến cái cảnh phong thủy, vậy nên cần được đầu tư nhiều trong thiết kế. Theo phong thủy thì phòng khách nên được xếp vào những hướng và phương vị tốt như là sinh khí, diên niên, thiên y hay là phục vị. Khu vực tiếp theo là phòng bếp ăn có diện tích 13m2. Với diện tích này thì chúng tôi đã thiết kế để đặt vào đây một hệ thống bếp hình chữ Y, ôm sát một cảnh của căn phòng. Bộ bàn ghế ăn thì được đặt sát vào hệ vách TV. So với nhiều khu vực chức năng khác thì phòng bếp ăn đặc biệt cần có những ô cửa sổ để giúp lưu thông không khí, bởi đây là khu vực nấu nướng, sinh nhiệt và dễ có mùi hôi. Ở khu vực này chúng tôi đã thiết kế một ô cửa sổ, đồng thời thì phòng bếp ăn cũng được đặt gần với cửa hậu cho nên sẽ tránh được tối đa tình trạng ám muội hay là ngột ngạt. Và theo phong thủy thì bếp ăn nên đặt tọa hung hướng cát, có nghĩa là bếp ăn nên được đặt ở hướng xấu để lấy hung trấn hung và quay về hướng tốt để nhận được những điều tốt lành. Bên cạnh đó thì màu sắc sử dụng ở khu vực này nên là những màu sắc dịu mắt, tránh những màu sắc quá rực rỡ để không gây ra cảm giác căng thẳng.
Khu vực tiếp theo là phòng thờ được thiết kế với diện tích 12,7m2. Phòng thờ đòi hỏi nhiều đến tính tôn nghiêm, vậy nên chúng ta cần phải bố trí mảnh trúc hoặc là vách ngăn giúp phân chia không gian phòng thờ với những khu vực chức năng khác. Theo quan điểm về phong thủy thì bàn thờ tuyệt đối không được đặt dưới xà ngang, cầm cầu thang đối diện với nhà vệ sinh. Đồng thời thì đây là khu vực tôn nghiêm nên cần tránh các thiết bị âm thanh như là tivi, loa v.v. gần với khu vực bàn thờ. Màu sắc của khu vực này cũng rất là quan trọng. Thông thường thì màu gỗ sẽ là sự lựa chọn thích hợp, mang đến cảm giác mộc mạc, gần gũi và ấm áp. Ngôi nhà này có 2 phòng ngủ. Phòng ngủ số 1 là một phòng ngủ thường, có diện tích 15,6m2. Phòng ngủ số 2 là một phòng ngủ master, có diện tích khu vực ngủ nghỉ là 16m2. Nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín là 3,65m2. Đồng diện tích với nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung. Phòng ngủ số 2 sở hữu một ô cửa sổ mở tầm nhìn về khu vực sân trước của công trình. Việc cân bằng kích thước nội thất với không gian là điều rất là quan trọng, sao cho đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn còn lại không gian thoải mái cho việc di chuyển. Để có được giấc ngủ ngon thì chúng ta cần lưu ý không đặt đầu giường vào giữa cửa sổ hay là đặt đối diện với gương soi. Và ở công trình này, theo yêu cầu của gia đình thì chúng tôi cũng đã thiết kế một cầu thang 25 bậc để dẫn lên thang mái. Công trình này có tổng chiều cao được tính từ cách 00 lên đến đỉnh mái là 7,05 m, chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,9 m. Tiếp theo thì mời quý vị cùng xem qua mặt bằng cửa tầng 1. Đây là mặt bằng giúp chúng ta xác định được số lượng, vị trí và kích thước của cửa trong nhà. Cửa chính sẽ có ký hiệu là D1, kích thước tính cả khuôn bao là 2500 x 2700mm. Kích thước của cửa sẽ liên quan rất là nhiều đến cái cạnh phong thủy. Và để đảm bảo được điều này thì quý vị có thể sử dụng thước lô ban online. Chúng tôi tính được kích thước phong thủy của cửa là 2380mm. Sau đó thì chúng ta truy cập vào trang web thiết kế thi công trọn gói .com và chọn vào mục thước lô ban. Sau đó nhập con số cần tra cứu vào. Với độ dài 2380mm thì chúng ta sẽ nhận được kết quả thuộc cung tiến bửu, nằm trong khoảng nhân lộc tốt. Tài khoản này thì sẽ giúp cho gia chủ sung túc, phúc lộc, nghề nghiệp luôn phát triển, năng tài đắc lợi, con cái thông minh, hiếu thảo. Đây là một kích thước thuộc cung tốt cho nên là quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Tiếp theo thì mời quý vị cùng xem qua mặt bằng lát sàn ở tầng 1. Ở đây thì chúng tôi có các ký hiệu cụ thể từng loại gạch. Số 1 là gạch granite vân đá màu trắng kích thước 800x800. Số 2 là gạch ceramic chống trơn có kích thước là 300x300. Và hai loại gạch còn lại lần lượt là gạch granite màu sáng và gạch granite màu tối. Phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ và bếp ăn sử dụng loại gạch granite vân đá màu trắng. Nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm sử dụng gạch ceramic chống trơn kích thước là 300x300. Khu vực sảnh chính kết hợp giữa gạch granite màu sáng và gạch granite màu tối. Và việc lựa chọn loại gạch cũng như là kích thước phù hợp sẽ không những là tăng tính thẩm mỹ mà còn quyết định đến sự an toàn, tiện nghi trong quá trình sinh hoạt. Chẳng hạn như là khu vực tắm và nhà vệ sinh là nơi mà chúng ta thường xuyên sử dụng nước dầu gội, dễ dẫn đến tình trạng trơn trượt. Vậy nên là việc sử dụng loại gạch chống trơn là hoàn toàn hợp lý, giúp đảm bảo an toàn, đặc biệt là đối với những gia đình có người lớn tuổi và trẻ em. Đồng thời thì thông qua mặt bằng này, chúng ta cũng sẽ biết được số lượng gạch ở từng khu vực sử dụng là bao nhiêu, cũng như là vị trí nào cần phải cắt gạch để tránh cắt gạch một cách bừa bãi, lãng phí. Sau quá trình về tận nơi khảo sát thực địa kết hợp với tính toán tải trọng công trình thì chúng tôi đã lên phương án móng băng bê tông cốt thép. Móng băng là loại móng có kết cấu một dải dài, có thể độc lập hoặc là giao với nhau theo hình chữ thập, được sử dụng để đỡ toàn bộ kết cấu của công trình. Móng băng thường được sử dụng ở những công trình được xây dựng trên nền đất tương đối ổn định và có tải trọng công trình không quá lớn. Tại hồ sơ kết cấu thì chúng tôi còn có bảng thống kê số lượng cốt thép với tên gọi, số lượng cụ thể. Từ đó thì gia chủ sẽ không lo lắng về tình trạng hao hụt hay là phát sinh. Vấn đề tiếp theo là dự toán công trình. Việc dự toán sẽ được thực hiện dựa trên việc bóc tách khối lượng từng nguyên vật liệu thông qua phần mềm chuyên dụng. Từ đó thì quý vị có thể yên tâm về độ chính xác và chủ động hơn về vấn đề tài chính của mình. Hiện tại thì chi phí xây dựng của Mắc Hôm khá là cạnh tranh trên thị trường bởi vì chúng tôi có nhà máy chuyên sản xuất các nguyên vật liệu. Và khi mà ký kết hợp đồng thi công với Mắc Hôm thì quý vị sẽ nhận được rất là nhiều những ưu đãi hấp dẫn về giá cả. Vậy là vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị ngôi nhà của gia đình anh Giang có địa chỉ tại Thanh Hóa. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích các thiết kế của Mắc Hôm, có nhu cầu thiết kế thi công thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline 096-445-8888, 082-813-333 để nhận được sự hỗ trợ chia sẻ đến từ đội ngũ kiến trúc sư của công ty chúng tôi. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng công ty để gặp gỡ trao đổi với các kiến trúc sư. Tại Hà Nội thì quý vị có thể đến tòa nhà CC2A Thanh Hà, đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai. Và tại thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị có thể đến tòa Mắc Hôm số 162-164 Cộng Hòa, phường 12 Tân Bình.
Hiện tại thì Mắc Hôm đang tuyển nhà phân phối đại lý sơn trên phạm vi toàn quốc với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Và bên cạnh đó thì với những khách hàng thi công trọn gói, chúng tôi sẽ miễn phí 100% chi phí thiết kế, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí, hỗ trợ vay vốn lên đến 70% tổng giá trị công trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ công ty của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.